Chào các bạn. Chiều nay mình bỏ phân cho hoa súng, hoa sen. Thì mình chia sẻ cho các bạn qua clip này là mình chia sẻ các bạn cách bỏ phân bột cho hoa súng với hoa sen mà bằng phân bột á. Thì bỏ phân gì, hiệu gì thì các bạn qua clip trước mình có chia sẻ là bỏ phân hiệu gì. Vừa rẻ, bền, dễ mà hiệu quả cũng cao, bông cũng nhiều. Thì các bạn quay clip bỏ phân cho hoa súng ạ. Còn chứ hôm nay là mình chia sẻ cho các bạn làm sao mà bỏ phân bột cho hoa súng và hoa sen. Khi các bạn chặt cái phân này ra thì đây là hai chậu phân, mà hai hộp phân mà mình đã chặt ra. Cái miếng to này là để mình bỏ cho hoa sen, miếng nhỏ này thì mình bỏ cho hoa súng. Đây mình chia sẻ cho các bạn nè, một thùng hoa sen của mình như vậy á là mình bỏ hai viên phân này đó. Và cách bỏ như thế nào, các bạn cái tay phải á hay là tay trái gì của các bạn thuận tiện thì các bạn thăm dò được để có cái chỗ đất nào đó mềm mềm trong trong thùng á, các bạn dí ngón tay xuống, xong rồi là tay phải là ướt rồi thì tay trái là khô, là lấy viên phân đưa cho tay phải dần xuống cái lỗ mà mình làm dấu đó và dần sâu xuống thêm nữa, rồi là giờ bấm nhẹ cái đất lại thôi là xong. Thì đó là phân cục. Rồi tới phân bột. Phân bột á, phân xanh đi là phân để cho nó tốt, giống như là mấy cái thùng baby này mình chưa bỏ phân phân bông đâu, mình bỏ phân cho nó tốt thôi. Chứ chưa bỏ phân bông được vì nó còn baby. Hồi nào mà thấy có cái lá mà dừng lên chậu đi cũng có thể là bỏ phân cho bông được rồi đó. Còn là chưa có lá đừng lên là khoan bỏ phân phân bông, chỉ bỏ phân cho nó tốt thôi. Thì dù cái phân tốt là phân xanh này, phân cho rau đấy các bạn, hay là phân bột của cái phân mình chặt ra, thì các bạn dùng tờ giấy napkin là bỏ phân vô rồi quải lại giống như vậy nè, cứ dơ vậy lại thôi là xong. Đây nè, đó, vây lại rồi. Đó là các bạn lấy ngón tay thăm dò đất trước, rồi mới cái tay, hai tay là phải để một tay khô một tay ướt, rồi tay khô mới đưa cái quậy cầm quậy phân đưa qua cho cái tay ướt là dần là xuống là xong thôi. Mà trước khi là phải lấy ngón tay mình thăm dò trước cái chỗ đi, rồi hãy cầm quậy phân đó, không thôi là nó mình cầm quậy phân vô mà mình tìm chỗ chưa ra thì quậy phân nó bể đi, là bể trong nước đi đó, chỉ rất là dễ. Thì qua clip này thì mình chia sẻ cho các bạn cách bỏ phân bột đó, từ bột từ phân phân rau hoặc là cái phân mà mình chặt ra vùng vùng á, đừng có vất mà uổng, cũng quải lại bỏ được hết trơn à. Thì mình dùng cho vườn mình sao thì mình chia sẻ các bạn cho các bạn vậy đó, cho mình cũng quảng cáo cho loại phân nào, hạt phân nào. Nhưng mà cái phân mà mình chia sẻ cho các bạn đấy là rất là bền, để hở gió bức lâu mà nó cũng không mềm, rớt xuống nước lườm lên cũng còn được rồi mà rẻ nữa, rồi mà dễ nữa. Dễ là coi như rớt xuống nước rồi lườm lên mà một phút rồi lườm lên viên phân vẫn còn đó. Rồi mà bông cũng giống nhau à, bông cũng giống như là cái mấy loài phân khác thôi. Thì thôi mình chia sẻ về cho các bạn, để các bạn mới trồng đừng có băn khoăn không biết chưa chặt ra cái bột mà vất thì uổng, hoặc là muốn bỏ cái phân cho cái súng cái sen baby cho nó máu tốt thì được bỏ cách nào mà vì phân là phân bột. Thì mình chia sẻ cho các bạn lấy giấy napkin quải lại, nhưng mà cách bỏ phân thì phải lấy ngón tay thăm dò trước, rồi một hai cái tay của mình là phải dơ, một tay ướt một tay khô. Tay ướt là thăm dò chỗ, rồi tay khô là cầm phân đưa qua là bỏ xuống. Thôi mình dừng clip tại đây nha. Chúc các bạn
sáng sủng của các bạn rất là tốt, và màu của hoa sáng mình đã có nụ rồi là các bạn. Hay chào các bạn. Bye.